lõi rừng quốc gia Jordan đến hiện trường máy bay Jack 130 rơi. Công an đánh sập website phim lậu cực lớn. Người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm cây gỗ tấn công công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ xe bồn cán tử vong một phụ nữ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nỗi đau quá lớn. Bất ngờ lời khai của đối tượng nổ súng khiến hai vợ chồng bị thương ở Biên Hòa. Kính chào quý vị, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Xuyên lõi rừng quốc gia Jordan đến hiện trường máy bay Jack 130 rơi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng và sự hỗ trợ kịp thời của người dân đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhanh chóng tìm ra máy bay Jack 130 gặp sự cố và rơi giữa khu vực rừng già. Một trong những yếu tố then chốt giúp việc tìm kiếm diễn ra thuận lợi là sự huy động lực lượng đa dạng, từ quân đội, công an đến các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Kết hợp với sự hỗ trợ của người dân địa phương, những người am hiểu địa hình và có khả năng điều hướng trong môi trường rừng núi hiểm trở. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi, vào chiều ngày 8 tháng 11, quân chủng phòng không không quân phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã chính thức phát hiện vị trí máy bay Jack 130 gặp nạn, rơi tại khu vực vườn quốc gia Jordan thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận khi công tác tìm kiếm gặp phải không ít khó khăn do địa hình rừng núi phức tạp, dày đặc và hiểm trở. Ngay sau khi máy bay gặp sự cố, các lực lượng cứu hộ đã triển khai ngay lập tức với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, thiết bị dò tìm hiện đại và đội ngũ cứu hộ địa phương am hiểu địa hình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm giữa rừng già trong điều kiện thời tiết không thuận lợi đã khiến công tác cứu nạn trở nên vô cùng thử thách. Trong suốt 48 giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, sử dụng mọi phương tiện để khoanh vùng khu vực nghi ngờ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội, công an, lực lượng cứu hộ và sự hỗ trợ từ người dân địa phương đã mang lại kết quả quan trọng. Nhờ vào những thông tin phản hồi từ cộng đồng, các đội tìm kiếm đã nhanh chóng xác định được vị trí của chiếc máy bay. Máy bay Jack 130 được phát hiện ở một khu vực sâu trong rừng, gần biên giới của vườn quốc gia Jordan, nơi có địa hình dốc và nhiều cây cối che khuất tầm nhìn. Đại tá Nieta, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi nhận được điện từ trực ban tác chiến của quân chủng phòng không không quân và sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk lập tức triển khai phương tiện tham gia tìm kiếm. Theo đó, ở hướng huyện Buôn Đôn, Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tìm kiếm máy bay. Tại hướng Ea Súp, Thượng tá Hoàng Công Sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ. Các đơn vị cũng phối hợp lập sở chỉ huy lâm thời, huy động gần 50 ô tô, gần 300 xe máy, nhiều máy flycam và phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm máy bay Jack 130 rơi. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan, hỗ trợ dẫn đường làm nhiệm vụ trên các hướng thuộc địa bàn xã Krona, huyện Buôn Đôn và các xã Ea Bung, Cư Cơ Bang, Cư Mê Lan, huyện Ea Súp. Dù thời tiết bất lợi, địa hình rừng núi phức tạp, song các lực lượng đã nỗ lực vượt khó, nhanh chóng tìm ra máy bay Jack 130 rơi vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11. Máy bay Jack 130 được tìm thấy ở giữa rừng nguyên sinh, cách xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người. Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã chia sẻ về sự nỗ lực không ngừng của các đơn vị quân đội, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân, góp phần quan trọng trong việc tìm ra vị trí máy bay Jack 130 rơi. Theo Thiếu tướng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và cộng đồng đã giúp quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Mặc dù khu vực máy bay gặp nạn nằm sâu trong rừng già, địa hình phức tạp, chính sự đóng góp từ các lực lượng địa phương, những người quen thuộc với địa hình, cùng sự quyết tâm của các đội tìm kiếm đã giúp xác định chính xác vị trí máy bay và thu thập được các thông tin quan trọng, bao gồm các số liệu và hình ảnh cần thiết để phục vụ công tác điều tra. Với việc tìm thấy vị trí của máy bay, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành các bước tiếp theo, bao gồm phân tích và giải mã các số liệu thu thập được để xác định nguyên nhân sự cố. Các dữ liệu và hình ảnh này sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện kiểm tra, đánh giá và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.
Thiếu tướng Bùi Tố Việt nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã giúp công tác thu thập thông tin, xử lý tình huống và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo diễn ra một cách suôn sẻ và có hiệu quả. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bảo vệ hiện trường nơi máy bay JAS-130 rơi, đồng thời triển khai các phương án để đảm bảo an toàn và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thì lực lượng chức năng sẽ bàn bạc phương án đưa máy bay ra ngoài khu vực đường sâu để phục vụ công tác điều tra và xử lý tiếp theo. Một trong những bước quan trọng trong quá trình điều tra là việc tìm thấy hộp đen của máy bay. Hộp đen đã được bảo vệ nghiêm ngặt và hiện đang được chuyển đến các cơ quan chuyên môn để tiến hành phân tích dữ liệu. Việc phân tích hộp đen sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu về các yếu tố kỹ thuật, giúp làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và phục vụ công tác điều tra, giải quyết sự cố một cách chính xác và minh bạch. Tài xế xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị đình chỉ do vi phạm luật. Ngày 9 tháng 11, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đình chỉ 3 tài xế xe buýt vi phạm giao thông. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, ông NTS chạy xe buýt số 24 bến xe Miền Đông đến huyện Hóc Môn đã có hành vi vượt đèn đỏ tại điểm quay đầu trên đường Tô Ký, quận 12. Hành động này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Đến nay, đơn vị đã đình chỉ tài xế S. Mới đây ngày 6 tháng 11, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cũng sa thải ra quyết định đình chỉ công việc 24 tháng đối với ông NTB, 58 tuổi, tài xế xe buýt số 69 cũng với hành vi trên tại giao lộ Cách mạng tháng 8, Bùi Thị Xuân, quận 1 lúc 6 giờ 51 phút sáng mùng 5 tháng 11. Hồi ngày 3 tháng 11, Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5, đơn vị quản lý xe buýt đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc không thời hạn với ông HTT, 38 tuổi, tài xế xe buýt số 94, do vừa lái xe buýt vừa sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần thường xuyên quán triệt lái xe, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi không đảm bảo an toàn giao thông như trang bị hoặc sử dụng còi hơi, lưu thông quá tốc độ cho phép, phóng nhanh, vượt ẩu, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, ra vào trạm đột ngột, điều khiển phương tiện với tốc độ 5 km/h khi ra vào cổng các bến xe. Công an đánh sập website phim lậu cực lớn. Trong ngày 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh, cùng sinh năm 1990 và trú ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2, điều 225 Bộ luật hình sự. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin website S Movies thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập trong 6 tháng năm 2024. Có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA. Công an thành phố đã trao đổi với đại diện một số cơ quan an ninh, cơ quan liên quan của Mỹ, xác định hệ thống website S Movies đang có gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có rất nhiều phim của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA đang được bảo hộ. Hệ thống website S Movies có quy mô trình chiếu trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA đến người dùng trên toàn thế giới. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website S Movies là Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh với vai trò giúp sức là người sao chép, đăng tải trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA lên website S Movies và các trang vệ tinh. Từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, thu lời bất chính hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm cây gỗ tấn công cán bộ công an. Theo chia sẻ của người đăng clip, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 11, người dân chứng kiến người đàn ông có biểu hiện không bình thường, tay cầm cây gỗ rượt đánh một cán bộ công an ở giao lộ đường số 4, Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, người đàn ông cũng dùng một vật dụng ném về phía cán bộ công an nhưng không trúng. Sau đó, người này tiếp tục cầm cây gỗ lao đến định tấn công, song cán bộ công an đã lùi lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã đưa được người đàn ông về trụ sở công an phường xử lý. Bước đầu xác định, người đàn ông có biểu hiện không bình thường, liên tục la hét,
còn cán bộ công an trong clip đang công tác tại Công an phường 10, quận Tân Bình. Vụ xe bồn cán tử vong một phụ nữ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nỗi đau quá lớn. Ngày 8 tháng 11, trong gian nhà quan tại đình thần Tân Hưng, đường Tân Thới Hiệp 21, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khói hương nghi ngút cùng tiếng khóc nức nở của người nhà nạn nhân khiến những người thăm viếng không kìm được nước mắt. Đứng trước linh cữu của vợ, chị Nguyễn Thị Ngọc Dầu, 38 tuổi, anh Phạm Xuân Quang cố kìm nén nhưng khi nhìn con thơ, anh lại vỡ òa. Anh không thể nào quên được khoảnh khắc nhận tin vợ và con gặp nạn. Cú sốc quá lớn khiến anh như chết lặng. Hình ảnh người vợ tảo tần, yêu thương luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Họ từng có những buổi tối quây quần bên mâm cơm cùng các con. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người phụ nữ, người mẹ mà chồng con yêu thương, để lại cho họ nỗi đau quá lớn, quá khó để vượt qua. Theo lời của gia đình, anh Quang và chị Dầu có với nhau 3 người con gái đầu 13 tuổi và 2 con trai 9 tuổi và 3 tuổi. Chị Dầu vừa làm tạp vụ tại một công ty, vừa phụ đưa đón con đi học. Anh Quang làm shipper, thu nhập vừa đủ trang trải lo cho 3 con ăn học. Gia đình anh Quang có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, 2 con đầu của anh không may bị câm điếc bẩm sinh, đang học tại trường dành cho trẻ khiếm khuyết. Bà Nguyễn Thị Hoàng, cô ruột nạn nhân cho hay, các cháu phải sống ra sao khi thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Tội tụi nhỏ quá chú ơi! Bà Hoàng cho biết, chị Dầu là người chịu khó, cần cù, tháo vát, đảm đương công việc cùng chồng, lo cho gia đình chu toàn. Tôi cũng mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Bà Hoàng nói, theo bà Hoàng, sau khi tổ chức tang lễ, linh cữu chị Dầu sẽ được gia đình đưa về quê nhà tại Cần Thơ để an táng. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, xe bồn trộn bê tông mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Phan Văn Hớn hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 1. Khi đến đoạn giao đường Tân Thới Nhất 08 thuộc phường Tân Thới Nhất thì va chạm với xe máy do chị Dầu điều khiển chở con gái chạy cùng chiều. Xe máy ngã xuống đường, chị Dầu bị xe bồn cán không qua khỏi, riêng con gái bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bất ngờ lời khai của đối tượng nổ súng khiến hai vợ chồng bị thương ở Biên Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Toàn, 30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Công an phường Hóa An nhận được tin báo từ tiểu thương về việc xảy ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hóa An bắt giữ được đối tượng Toàn. Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống. Toàn làm việc tại nghiệp đoàn bốc xếp cá tại chợ Hóa An từ nhiều năm nay. Theo lời khai của Toàn, Toàn với anh D, anh A và chị T không có liên quan gì tranh giành địa bàn. Nguyên nhân là vì ba người trên nghi ngờ Toàn báo công an về việc anh chị đó chơi cờ bạc. Tôi không có báo, chỉ vì nghi ngờ vậy mà anh D, anh A đánh tôi nên tôi bực tức và về xách súng lên bắn anh D, chị T và anh A, Toàn khai. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống hàng ngày, không phải là mâu thuẫn của băng ổ nhóm tranh giành địa bàn. Không tìm được tiếng nói chung, Toàn đã mua súng trên mạng về bắn nạn nhân. Theo công an phường Hóa An, vụ nổ súng tại chợ Hóa An là sự việc mà lần đầu tiên xảy ra mất an ninh trật tự trong 10 năm qua. Chợ Hóa An thuộc khu vực quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Để phục vụ cho công tác bốc hàng, dỡ hàng lên xuống, phía Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa đã thành lập nghiệp đoàn bốc xếp và nghiệp đoàn bốc xếp này hoạt động theo quy chuẩn, quy định và có pháp nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố thêm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng đối với Toàn. Vào sáng ngày 30 tháng 8 trước đó, Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ nổ súng ở chợ cá Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, làm hai vợ chồng bị thương. Theo thông tin ban đầu, xích mích, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hóa An to tiếng và dùng hung khí rượt đuổi Toàn, nhân viên bốc xếp tại chợ vào rạng sáng cùng ngày. Phát hiện sự việc, một số người can ngăn, lúc này Toàn bỏ đi và quay trở lại với một khẩu súng, gặp nhóm 3 người trên ở một quán cà phê gần chợ cá Hóa An. Toàn rút súng tấn công ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý, vợ của ông Ẩn. Vụ việc khiến vợ chồng ông Ẩn bị thương nặng, phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Toàn và thu giữ một khẩu súng màu đen giống súng rulo và một số vỏ đạn ở hiện trường.
nhiều manh mối chưa sáng tỏ, phiên phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tạm dừng. Chiều ngày 8 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 1. Luật sư đề nghị được hỏi bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, về quan điểm của ông đối với việc xử lý tài sản bị kê biên, bao gồm một du thuyền và 10 ô tô thuộc sở hữu của Times Square. Cụ thể, luật sư muốn biết liệu bị cáo Cơ có đề nghị gì với hội đồng xét xử về việc này không. Ông Chu Lập Cơ trả lời những tài sản đang bị kê biên là tài sản của tòa nhà Times Square, phục vụ khách hàng nên muốn được giải tỏa kê biên trả lại cho khách hàng. Luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ cũng tiếp tục đề nghị SCB cung cấp các khoản vay quy buộc trách nhiệm hình sự của ông. Đại diện SCB hứa sẽ cung cấp vào phiên tòa kế tiếp. Liên quan đến tranh chấp về việc góp vốn vào dự án trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM giữa công ty Hồng Hà và bị cáo Trương Mỹ Lan, chiều cùng ngày, đại diện công ty Hồng Hà đã có lời đáp chính thức. Đại diện công ty Hồng Hà khẳng định họ là bên thứ ba ngay tình, không liên quan đến SCB. Số tiền mà công ty này nhận từ doanh nghiệp của ông Hồ Quốc Minh đã được sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Công ty Hồng Hà cho biết trong quá trình thực hiện hợp đồng khung, họ đã nhận 1.350 tỷ đồng từ phía công ty của ông Hồ Quốc Minh. Đại diện công ty Hồng Hà nói rằng những tranh cãi xảy ra có thể do bà Lan chưa hiểu hết ý của họ. Do đó, phía công ty đề nghị được cùng bà Lan đối chiếu lại các khoản tiền để tránh hiểu lầm, khẳng định sẽ hoàn trả nếu có sai lệch. Chúng tôi không rõ mối quan hệ giữa SCB và bà Lan, cũng không hiểu rõ nội tình dẫn đến hiểu nhầm này, đại diện công ty Hồng Hà giải thích. Vào cùng ngày, hội đồng xét xử thông báo kết thúc phần xét hỏi và sẽ tạm dừng phiên tòa, dự kiến mở lại vào ngày 12 tháng 11 năm 2024. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị tạm dừng phiên xử để đánh giá chứng cứ trước khi chuyển sang phần tranh luận. Bão số 7 tác động như thế nào đến đất liền Việt Nam? Vào hồi 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7, bão Insing ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm từ 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Ngoài ra, ngày và đêm 9 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tại cuộc họp ứng phó bão chiều 8 tháng 11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 7 sau khi qua đảo Luzon, Philippines và tiến về khu vực đảo Hoàng Sa sẽ tương đối thuận lợi để mạnh lên. Tuy nhiên, khi đi sâu vào Biển Đông, nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía Bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu. Cường độ mạnh nhất của bão là từ chiều 8 tháng 11 đến khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sau đó bão Insing sẽ giảm cấp. Hướng di chuyển của bão số 7 hiện bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường áp cao cận nhiệt đới nên khó có thể đi về phía bắc. Do đó, khi đi vào bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đổi hướng Tây Tây Nam đi về phía biển Trung Trung Bộ. Theo ông Khiêm, với tác động của môi trường hiện tại, trong 48 giờ tiếp theo đó, bão sẽ mạnh nhất và sau đó giảm dần do gặp những yếu tố không thuận lợi về không khí lạnh, bề mặt
độ ẩm. Bão số 7 sẽ suy yếu khi vào đến vùng biển miền Trung, ông Khiêm nói. Ông Khiêm lưu ý, sau ảnh hưởng của bão Insing, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển ngoài khơi Quảng Bình, Quảng Ngãi có gió cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12. Qua phân tích vệ tinh ngoài cơn bão số 7, giải hội tụ nhiệt đới cắt ngang qua vùng xích đạo, có rất nhiều vùng nhiễu động, hình thành và có khả năng phát triển thành bão, áp thấp nhiệt đới. Chính vì vậy, ngoài cơn bão số 7 này, chúng ta cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.